chào mừng quý vị đến với chuyên mục chuyên gia thị trường trong bản tin FVNC ngày hôm nay 18 tháng 6. Và kính thưa quý vị, như chúng ta cũng vừa được thông tin thì thị trường ngày hôm nay đã diễn biến khá sôi động và nhóm cổ phiếu chứng khoán đã giúp kéo VN Index hồi phục trở lại, kèm theo đó là những cổ phiếu blue chip trong nhóm VN30. Và để tìm hiểu thêm về diễn biến thị trường ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng gặp gỡ ông Đào Xuân Định, là trưởng phòng môi giới của công ty chứng khoán Ngân hàng Quân đội. Xin chào ông Định, rất cảm ơn ông đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Xin chào Phí. Vâng. Thưa ông, thì cái việc lấy lại mốc điểm 3580 ngày hôm nay thì có ý nghĩa gì với thị trường không? Mình nghĩ đó, tôi nghĩ đó là một cái mốc khá quan trọng. Index đã có một nhịp tăng khá tốt lên vùng 585. Sau đó thì điều chỉnh mạnh và để mức mốc 580. Thì trong phiên giao dịch ngày hôm nay, mở đầu phiên thì chúng ta đón nhận những thông tin tích cực về việc giao dịch T0 và thanh toán T2. Điều đó đã giúp có động lực để giúp các cổ phiếu chứng khoán lấy lại sắc xanh. Sau đó thì nó lan tỏa sang các cổ phiếu trong nhóm VN30. Và qua đó thì nó giúp thị trường lấy lại mốc 580. Thì trong quan điểm của tôi thì mốc 580, vùng 580 và 583 là vùng kháng cự mạnh của VN Index. Và việc tăng họ lấy lại mốc 580 này thì nó sẽ nó xác nhận cho việc là index đang cố gắng test lại vùng kháng cự quan trọng này. Thưa ông, thì rõ ràng có thể nhận thấy là khối lượng khớp lệnh của sàn trong giai đoạn gần đây là ngày một sụt giảm, đặc biệt là ngày hôm nay thì khớp lệnh trên sàn HOSE cũng chưa đến 100 triệu đơn vị. Có thể cho thấy là cái tâm lý thận trọng trở lại của nhà đầu tư, thì anh nhận định gì về chuyện này? Như tôi đã trình bày ở câu hỏi trước thì hiện tại thì VN Index đang kiểm định lại vùng kháng cự rất là mạnh, 580 và 583. Thì ở vùng kháng cự này thì việc tâm lý nhà đầu tư tỏ ra thận trọng là cũng hết sức bình thường. Vì rõ ràng là xu hướng ở giai đoạn này sẽ là chưa rõ ràng và nhà đầu tư cần có một cái xu hướng rõ ràng hơn. Và tôi nghĩ là trong tuần sau, khi xu hướng rõ ràng hơn thì thanh khoản sẽ gia tăng trở lại. Trong quan điểm cá nhân tôi thì có thể trong tuần sau thì với sự hỗ trợ từ khối ngoại và thông tin tốt từ các cổ phiếu chứng khoán thì có thể giúp VN Index vượt được vùng kháng cự 580-583, qua đó thì thu hút nhà đầu tư quay trở lại và thanh khoản trên hai sàn sẽ gia tăng trở lại. Vâng, thưa ông, thì một điểm gây chú ý trong phiên giao dịch ngày hôm nay đó là cổ phiếu OGC của tập đoàn Đại Dương là tới cái phiên tăng trần thứ 3 liên tiếp với khối lượng khớp lệnh cũng khá là lớn. Rõ ràng là thông tin mà cổ phiếu này bị loại khỏi cái quỹ ETF và VNM cũng không tác động gì tiêu cực với cái việc mà nhà đầu tư cũng đang hồ hởi mua vào cổ phiếu này. Thì ông nhận định gì về chuyện này? Trong quan điểm đầu tư của tôi thì nên đầu tư vào những cổ phiếu có câu chuyện rõ ràng và một cơ bản tốt. OGC thì không đạt được tiêu chí đó. Và việc mà OGC được dư mua nhiều với khối lượng như hiện trạng của ba phiên liên tục hôm nay gần đây thì chẳng qua là do câu chuyện riêng của OGC. Việc OGC bị loại khỏi ETF và được nhà đầu tư chủ động mua vào mạnh cũng là một câu chuyện riêng của liên cổ phiếu này thôi. Như vậy là đây cũng không có vẻ như là một cái phiên lóe sáng nhất thời, hay là nó mang tính lâu dài nữa? Bị do chịu tác động của một cái thông tin gì tích cực hay là một cái yếu tố gì trên liên quan đến việc kinh doanh nội tại của OGC? Đúng rồi. Trong quan điểm của tôi thì OGC tăng lại trong giai đoạn này chỉ là câu chuyện riêng của cổ phiếu. Và câu chuyện OGC rõ ràng là không rõ ràng và tôi nghĩ là không nên đầu tư vào cổ phiếu này. Vâng. Thưa ông, thì một câu chuyện của một cổ phiếu khác mà tôi cũng muốn được hỏi ông đó là diễn biến của cổ phiếu là JVC của công ty y tế Việt Nhật. Và đây là một cổ phiếu mà đáng lưu ý trên thị trường thời gian gần đây, khi liên tục nằm sàn và thậm chí là ngay cả khi phía công ty đã có văn bản đính chính tin đồn chính thức trên thị trường. Như vậy thì với những cái gì đang diễn biến với cổ phiếu JVC thì anh có khuyến nghị gì với những nhà đầu tư mà vẫn còn đang nắm giữ cổ phiếu này không? Đối với cổ phiếu JVC thì đối với cá nhân tôi thì nếu là khách hàng của tôi có khuyến nghị bán rất mạnh ở vùng từ 18 đến 16. Và hiện tại JVC ngoài những thông tin về nội tại công ty thì cái thông tin về dòng tiền của nó là cực kỳ quan trọng. Thì hiện tại thì lượng trong cái tính toán của tôi thì lượng hàng kẹp của JVC là khoảng 20 triệu cổ phiếu. Ngoài ra thì áp lực mà các công ty chứng khoán cắt margin là rất lớn, cộng thêm các quỹ đầu tư nước ngoài đang thực hiện thoái vốn hàng loạt thì tôi nghĩ JVC có thể về vùng giá thấp hơn, đâu đó là về 10 đến 12.
Thì trong quan điểm thận trọng của tôi thì tôi nghĩ không nên nắm giữ CVC. Vâng. Thế một câu hỏi cuối cùng dành cho ông, thì ông có nhận định gì về phiên giao dịch ngày mai khi mà đó là thời hạn cuối cùng cơ cấu lại danh mục đầu tư của hai quỹ ETF là FTSE và VNM? Đây là một kỳ review khá là nhẹ nhàng của hai quỹ ETF. VNM gần như mua bán rất nhẹ nhàng. FTSE thì chỉ loại BBC và thêm vào danh mục là STB. Tôi nghĩ kỳ review này thì tác động của hai quỹ ETF là không lớn. Và tác động lớn đến thị trường, chúng ta có thể chờ đợi vào dòng tiền của một các quỹ mới đại diện cân ngân thị trường trong tuần vừa qua. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông rất nhiều về buổi chia sẻ ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị vừa theo dõi chuyên mục chuyên gia thị trường cùng với cuộc trò chuyện cùng ông Đào Xuân Định là trưởng phòng môi giới của công ty chứng khoán Ngân hàng Quân đội về diễn biến thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Và ngay sau đây xin mời quý vị quay trở lại với những thông tin nổi bật đã được phát trong chương trình hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, như đã đề cập thì ngay sau đây xin mời quý vị cùng điểm qua những nội dung nổi bật đã được phát trong chương trình ngày hôm nay. Cục Quản lý Giá thuộc Bộ Công Thương nhận định chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 đang chịu áp lực tăng, chủ yếu do giá hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu, thị trường thế giới có thể biến động nhẹ trong những ngày tới. Đợt tăng tỷ giá ngày 7 tháng 5 cũng sẽ làm tăng giá các mặt hàng nhập khẩu. Bộ Xây dựng đề xuất Chính phủ cho phép dự án nhà ở xã hội tại một số địa phương trọng điểm được dùng vốn ODA và các nguồn vay ưu đãi khác. Trước đó, Bộ Xây dựng đã từng đề nghị cho phép sử dụng nguồn tài trợ COICA của Hàn Quốc cho các dự án thí điểm nhà ở xã hội nhưng không được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đồng thuận. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có cây cầu cao nhất Việt Nam, đó là cầu Phước Khánh bắc qua sông Lòng Tàu thuộc dự án đường cao tốc Bến Lức Long Thành. Đây là cầu dây văng có độ tĩnh 0,55m. Dự kiến cầu Phước Khánh sẽ khởi công vào tháng 8 tới và hoàn thành sau 42 tháng. Luật bầu cử mới của chính quyền Hồng Kông vừa bị các nhà lập pháp theo đường lối dân chủ bác bỏ với số phiếu phủ quyết chiếm tỷ lệ rất cao. Chỉ 37 trên 70 nhà lập pháp tham gia bỏ phiếu, trong đó thì có tới 28 người bỏ phiếu chống. Ủy ban lao động California, Mỹ vừa ra quy định mới yêu cầu hãng dịch vụ gọi taxi trên di động Uber phải xem tài xế là nhân viên, chứ không phải là lao động độc lập. Điều này sẽ khiến cho chi phí hoạt động của Uber tăng lên do xuất hiện các khoản chi cho phúc lợi xã hội và bảo hiểm thất nghiệp. Và kính thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin FPNC ngày hôm nay của chúng tôi. Quý vị hãy ghé thăm trang YouTube của FPNC để có thêm các thông tin và video của các chương trình trên FPNC. Quý vị cũng có thể xem lại các chương trình đã phát của chúng tôi tại YouTube FPNC. Và đến đây thì Phi Yến xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.